Tại sao phải tập thở? Hẳn sẽ có nhiều bạn bảo rằng không thở thì làm sao sống. Vâng, các bạn nói đúng, nhưng chúng ta đang thở một cách vô thức. Chúng ta thở nhưng chúng ta không nhận biết được hơi thở. Thân ta đang ở đây, nhưng tâm của ta đang ở đâu đó rất xa xôi. Ta ở đây, nhưng ta còn mải nghĩ về chồng của ta, vợ của ta, con của ta đang làm gì, đang ở đâu, hay chồng tương lai, vợ tương lai của ta đang ở đâu, hay chúng ta mải nghĩ xem, nhỏ A, nhỏ B, sao nó giàu thế, nó đẹp thế, anh A, anh B, sao anh ấy giỏi thế, đẹp trai thế. Đầu của chúng ta như một cái đài phát thanh không ngừng nghỉ, lúc nào cũng lộn xộn, tất bật với hết suy nghĩ này, lo lắng kia, ấp ủ này, dự định kia. Chúng ta trói buộc mình với quá khứ, chúng ta quá lo lắng cho tương lai, nhưng chúng ta quên rằng chúng ta đang sống trong hiện tại, và chỉ có hiện tại mới mang lại hạnh phúc bình yên thật sự cho chúng ta mà thôi. Chúng ta thường đi tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc ở bên ngoài, chứ mấy khi quay vào bên trong thấy có chút buồn rầu lo lắng, chúng ta thường tặc lưỡi rủ bạn đi làm cốc bia giải sầu, tán phét dăm ba câu cho vui, đi shopping, mua sắm, thậm chí là không buồn, nhưng chúng ta cũng luôn đi tìm niềm vui ở bên ngoài, như theo dõi những bộ phim dài tập và thả hồn theo nhân vật, bị cuốn theo, lệ thuộc cảm xúc và sự mong chờ của mình vào bộ phim ấy. Sống trong cuộc sống hiện đại của ngày nay, hàng ngày chúng ta ăn quá nhiều các thức ăn xúc thực, xem phim, lướt Facebook, mạng xã hội, tin tức cứ ngập tràn từ những tin xấu tiêu cực cho đến những tin vui. Chúng ta bị cuốn theo và ảnh hưởng tâm trạng của mình theo những loại thức ăn ấy. Chúng ta ít dành thời gian để chăm lo cho cái thân, cái tâm của mình. Để tắt cái đài non-stop thinking kia đi, chúng ta cứ phát triển nó mỗi ngày không ngừng nghỉ trong suy nghĩ nhiều hơn. Vậy làm sao chúng ta cảm nhận và tận hưởng sự màu nhiệm của hơi thở và giây phút hiện tại diệu kỳ này? Khi chúng ta vui, chúng ta lại vui quá mức. Khi buồn thì lại quá buồn. Chúng ta phó mặc niềm vui nỗi buồn của mình vào thế giới bên ngoài, và chúng ta mất cân bằng cảm xúc tự lúc nào không hay. Cuộc đời vốn dĩ vô thường, nên hãy sâu lắng, quay vào bên trong, tìm lại chính mình, hiểu và thương mình hơn. Hạnh phúc không ở đâu xa lạ, bình yên tự có sẵn trong chúng ta mà thôi. Khi tôi ở đây giữa miền quê nông thôn, không một người cùng tiếng nói, tôi sống với hai ông bà già, chân đau, bất đồng ngôn ngữ. Mọi người hỏi tôi có buồn không, phải kiếm cái gì đó mà làm cho thời gian trôi qua nhanh, cho đỡ buồn chứ. Lạ thật, tôi có buồn đâu. Tôi đang tận hưởng từng giây phút thảnh thơi, tự do của cuộc đời mình. Chưa khi nào tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Tôi có một dàn nhạc giao hưởng véo von suốt cả ngày. Tôi có đàn gà lon ton bên cạnh. Tôi cho mèo ăn và rình mò chúng. Tôi học những điều bổ ích mà khi bận rộn tôi không có thời gian. Tôi làm việc online. Tôi đi lanh quanh làng chào hỏi những người hàng xóm. Thỉnh thoảng gặp người này, người kia đang làm việc, tôi lại chúc họ làm việc tốt lành. Họ lại gọi tôi vào và cho tôi một ít trái cây. Tôi vẫn thấy cuộc đời đẹp làm sao khi tôi còn được ở đây giữa núi rừng, làng quê thanh bình, đẹp như tiên cảnh thế này. Tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc trôi qua của cuộc đời mình thật nhiều ý nghĩa, và luôn cảm thấy mình thật may mắn và biết ơn. Tôi biết ơn sự hiện diện của tôi trên cuộc đời này. Tôi biết ơn hơi thở, phép thở đã cho tôi một bầu trời tự do, bình yên và hạnh phúc. Tôi đã tập thở rất nhiều năm. Khi tôi nằm, khi tôi ngồi, khi tôi đứng, khi tôi đi trên xe, khi tôi mệt mỏi, khi tôi căng thẳng, khi tôi đói, tôi tập thở mọi lúc mọi nơi, và hơi thở bây giờ đối với tôi không còn là vô thức. Những lúc tôi đói, tôi cũng tập thở. Hơi thở giúp cho tôi quên đi cơn đói. Tự lúc nào tôi cảm thấy hơi thở như một món ăn rất ngon mà mỗi ngày không có, thì tôi sẽ cảm thấy đói. Đối tượng của chúng ta là hơi thở, nên khi chúng ta bắt đầu tập thở, hãy ngồi xuống trong tư thế thảnh thơi. Chúng ta hãy dõi theo từng bước chân của hơi thở. Hãy đặt để ra bên ngoài mọi sự xáo trộn, ràng buộc, lo lắng, buông xả hết, và hít một hơi từ từ qua cửa mũi. Hãy cảm nhận và nghe rõ từng nhịp thở đang đi vào. Lúc đầu tập, chúng ta hãy tập theo khả năng của mình. Hãy hít từ từ 1 giây, 2 giây, 3 giây,
4 giây, Anh 5 à, giây, tùy theo 3 khả giây năng của mình, và cảm rồi. thấy vùng bụng của ta bây giờ căng phồng lên, đầy ắp hơi thở. Rồi khi ta thở ra, cũng từ cửa mũi. Hãy đếm xem nhịp thở đi ra thật chậm. 1, 2, 3, 4, 5 và bụng của chúng ta dẹp xuống một cách từ từ. Cứ như vậy, việc tập thở mỗi ngày sẽ giúp cho chúng ta không còn thời gian để chú ý đến cái đài phát thanh ồn ào bên tai ta nữa. Ta được giải phóng, được tự do. Tôi tin chắc bạn sẽ cảm nhận được sự diệu kỳ của hơi thở.